chào các em. Hôm nay cô sẽ giúp các em giải quyết một đề văn. Đây là một cái dạng đề cũng rất là cơ bản, bám sát theo những cái yêu cầu của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Chuyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu đã mang đến một bài học đúng đắn về cách nhìn nhận cuộc sống con người, một cách nhìn đa diện nhiều chiều, phát hiện ra bản chất thật so vẻ đẹp bên ngoài của hiện tượng. Anh chị hãy làm sáng tỏ ý kiến trên. Đây là một đề điển hình của dạng đề là chứng minh ý kiến, chứng minh một nhận định, chứng minh một ý kiến. Và chúng ta cũng theo một cái công thức để làm cái dạng đề này, đó là gồm 3 phần. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ đi vào, cô đang nói trong phần thân bài thôi. Phần thứ nhất là chúng ta đi vào giải thích ý kiến. Phần thứ hai, chúng ta sẽ chứng minh ý kiến. Và phần thứ ba, chúng ta sẽ bàn luận về ý kiến. Đi theo quy trình giải thích, chứng minh và bàn luận, nhưng nó sẽ không giống như cái cấu trúc của dạng đề nghị luận xã hội mà nằm trong nghị luận văn học. Thì cái phần giải thích ấy, cơ sở nền tảng ấy, để đi vào chứng minh ấy, thì phần này nó sẽ chỉ chiếm dung lượng rất ít thôi, chỉ khoảng độ 5-7 dòng gì là cùng. Phần chứng minh sẽ là phần trọng tâm, điểm chủ yếu sẽ nằm ở phần chứng minh. Nhưng mà nếu như không có cơ sở của giải thích thì cái phần chứng minh này nó sẽ không thuyết phục. Và sau khi chứng minh xong thì chúng ta sẽ có phần bàn luận. Chúng ta thể hiện những hiểu biết của chúng ta. Thứ nhất là ý kiến nhận định đưa ra có đúng không. Sau khi chứng minh xong thì sẽ chốt lại ý kiến này có đúng không, và có thể lý giải vì sao lại có cái đặc điểm ấy, đặc điểm được đề cập đến trong ý kiến, trong lời nhận định. Thì ở đây thì chúng ta sẽ dùng cái công thức đấy, và chúng ta sẽ sử dụng công thức ấy để xử lý. Thứ nhất là giải thích. Khi mà giải thích ý kiến thì các em phải bám vào cái từ nào là từ khóa, từ nào là từ trọng tâm, và giải thích cái từ trọng tâm ấy thì sẽ hiểu được một cách cặn kẽ cái thông điệp mà ý kiến muốn truyền tải, ý kiến hay nhận định muốn truyền tải với người đọc. Ở đây thì cái từ khóa đó chính là gì đấy? Cái cách nhìn đa diện nhiều chiều. Cách nhìn, cụ thể ở đây là cách nhìn cuộc sống và con người. Đa diện nhiều chiều, đấy là gì? Là cái cách nhìn kỹ lưỡng, suy xét từ nhiều góc độ, đặt mình vào nhiều vị trí trải nghiệm khác nhau. Và có như vậy mới có được một kết luận đúng đắn, toàn diện, không rơi vào phiến diện và nhầm lẫn. Và sau khi giải thích về cái cách nhìn đa diện nhiều chiều như vậy, thì chúng ta chốt lại rằng tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa đã, theo ý kiến này, là đã mang đến một bài học có ý nghĩa, thực sự có ý nghĩa về cách nhìn nhận cuộc sống và con người. Sau khi giải thích xong thì chúng ta chuyển sang phần thứ hai là phần chứng minh ý kiến. Ý kiến khẳng định rằng tác phẩm đã mang đến bài học đúng đắn về cách nhìn nhận cuộc sống con người, là cách nhìn đa diện nhiều chiều. Thì chúng ta sẽ chứng minh theo các cái luận điểm sau đây. Luận điểm thứ nhất, cách nhìn nhận cuộc sống đa diện nhiều chiều thể hiện qua hai phát hiện ban đầu của nghệ sĩ Phùng. Hai phát hiện ban đầu của nghệ sĩ Phùng, chúng ta sẽ lần lượt đi vào tái hiện phát hiện đầu tiên, đi vào tái hiện phát hiện thứ hai, và từ đó chốt lại xem từ hai phát hiện này thì nghệ sĩ Phùng đã nhận thức về cuộc sống như thế nào. Và khi nhận thức về cuộc sống như vậy thì bắt buộc chúng ta cần phải có một cái nhìn như thế nào. Trước hết là phát hiện thứ nhất. Phát hiện thứ nhất được đặt tên là phát hiện về cái đẹp. Buổi sáng hôm ấy, sau gần một tuần lễ phục kích, nghệ sĩ Phùng là một người nghệ sĩ không chỉ có tài mà còn rất có trách nhiệm với nghề nghiệp của mình, không cầu thả, không tùy tiện. Mặc dù sáng nào cũng lang thang ở vùng biển này và đã chụp được một số khuôn hình khá đẹp, nhưng mà anh vẫn chưa ưng ý hài lòng. Và người nghệ sĩ không bằng lòng với lại những gì chưa phải là cái tận thiện, tận mỹ của nghệ thuật. Cho nên anh ấy vẫn nán lại, cho nên là anh ấy vẫn tiếp tục tìm kiếm để có được một khuôn hình ưng ý hơn, khiến anh ấy hài lòng hơn. Và đến buổi sáng hôm ấy, sau gần một tuần lễ phục kích, có lẽ là do trời đãi người, thì anh ấy đã thu được vào trong ống kính của mình một cảnh tượng tuyệt đẹp, được gọi là một cảnh đắp trời cho. Một chiếc thuyền thơ mộng thanh bình trong màu sương mù trắng như sữa, có pha đôi chút màu hồng hồng do ánh mặt trời chiếu vào. Rồi trên chiếc thuyền ấy
là vài bóng người lớn lẫn trẻ con ngồi im phăng phắc như tượng trên chiếc mui khum khum đang hướng mặt vào bờ. Cái cảnh tượng ấy nó giống như một bức tranh mực tàu của một tranh họa thời cổ. Toàn bộ khung cảnh từ đường nét đến ánh sáng đều hài hòa và đẹp, một vẻ đẹp thực đơn giản và toàn bích. Và cái cảnh đẹp ấy cũng có thể được đánh giá đó là gì? Là một sản phẩm quý hiếm của hóa công mà không phải người nghệ sĩ nhiếp ảnh nào trong đời cũng có diễm phúc bắt gặp. Hôm nay được thu cái khung cảnh ấy vào ống kính của mình thì đó là một may mắn, là một diễm phúc mà người nghệ sĩ nào cũng trân trọng. Đây không phải là kết quả của một tuần tìm kiếm, mà được đánh giá đấy là kết quả của cả một đời cầm máy luôn khao khát của người nghệ sĩ nhiếp ảnh. Đấy là phát hiện thứ nhất. Và trước cái phát hiện thứ nhất này thì cái cảm xúc của người nghệ sĩ dâng trào, đó là sự rung động. Anh cảm thấy trong trái tim mình như có cái gì đó bóp thắt vào. Anh thấy bối rối. Anh còn có cái cảm xúc là được thanh lọc. Anh khám phá thấy cái chân lý của sự toàn thiện, khám phá thấy khoảnh khắc trong ngần của tâm hồn. Cảnh tượng ấy không chỉ tuyệt mỹ mà còn tuyệt thiện. Bởi vì cái cảnh đẹp ấy nó có tác dụng thanh lọc tâm hồn con người. Và hơn bao giờ hết, anh thấy thật thấm thía cái câu đúc kết của một ai đó rằng bản thân cái đẹp chính là đạo đức. Và đây thì nó rất giống với lại ý kiến của nhà văn Thạch Lam, ý kiến rất nổi tiếng của nhà văn Thạch Lam đấy. Văn chương không phải là cách đem đến cho người đọc sự thoát ly hay sự quên. Trái lại, văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có để vừa tố cáo, thay đổi thế giới giả dối tàn ác, vừa làm cho lòng người thêm trong sạch và phong phú hơn. Một cái cảm xúc thứ ba nữa ở Phùng, không chỉ rung động, không chỉ cảm thấy được thanh lọc, mà anh còn thấy thực sự hạnh phúc. Trong một giây lát, cái đẹp tuyệt đỉnh của ngoại cảnh khiến Phùng thấy hạnh phúc tràn ngập tâm hồn mình. Anh ấy sung sướng vô cùng. Và đấy là những cảm xúc chỉ có thể có ở những người nghệ sĩ khi mà người ta cảm thấy thăng hoa. Ở đây người nghệ sĩ nhiếp ảnh đang thăng hoa trước cái cảnh tượng bày ra trước mắt, trước cái cảnh tượng mà anh đang thu vào ống kính của mình. Và với tất cả những cảm xúc ấy thì Phùng đã hào phóng bấm liên thanh một hồi hết 1/4 cuốn phim để thu vào chiếc máy Pratica của mình cái khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt. Ở đây là rất lãng phí đấy. Bấm một hồi liên thanh hết 1/4 cuốn phim vào cái thời điểm những năm 80 của thế kỷ trước thì đấy là một điều xa xỉ. Nhưng xa xỉ là vì sao? Là vì cái đẹp trước mắt mình có lẽ cũng không có cơ hội được thấy lần thứ hai trong đời. Nhưng mà sau cái phát hiện thứ nhất đấy thì nghệ sĩ Phùng ngay lập tức, không lâu đâu, lại phải đối mặt với phát hiện thứ hai. Và nếu như phát hiện thứ nhất được đặt tên là phát hiện về cái đẹp thì phát hiện thứ hai được đặt tên là phát hiện về hiện thực đời sống. Anh đã phát hiện ra rằng đằng sau cái đẹp, đằng sau cái cảnh tượng được xem là toàn mỹ kia, tưởng là đẹp vô ngần kia, hóa ra lại là một hiện thực trần trụi. Hay nói cách khác, đằng sau cái đẹp ấy hóa ra lại là cái xấu. Ẩn chứa bên trong cái đẹp ấy hóa ra lại là cái xấu. Bởi vì bước ra từ chiếc thuyền ngư phủ đẹp như mơ, đó là một gã, có dấu một người đàn bà xấu xí chạc ngoài 40 tuổi. Thân hình cao lớn với những đường nét thô kệch. Nhìn kỹ hơn thì thấy rỗ mặt, khuôn mặt mệt mỏi, tái ngắt sau một đêm thức trắng kéo lưới. Người đàn ông đi sau, gã đàn ông đi sau thì mang cái bộ dáng dữ dằn, tấm lưng rộng và cong như lưng một chiếc thuyền, mái tóc tổ quạ, chân đi chữ bát, hàng lông mày cháy nắng rủ xuống hai con mắt ánh lên vẻ độc dữ. Rõ ràng chiếc thuyền ngư phủ đẹp như mơ, thế mà bước ra từ chiếc thuyền ngư phủ đẹp như mơ lại là một người đàn bà xấu xí, lại là một gã đàn ông dữ dằn. Nghệ sĩ Phùng cũng cảm thấy gì đấy, hơi bất ngờ. Nhưng mới chỉ dừng lại hơi bất ngờ thôi. Còn anh chứng kiến tiếp thì từ bất ngờ anh đã chuyển sang kinh ngạc và chết lặng. Bởi vì đằng sau cái cảnh tượng tưởng như là toàn thiện lại chứa đựng một sự tàn nhẫn. Hay nói cách khác là gì? Đằng sau cái thiện lại chính là chứa chất cái ác. Anh đã chứng kiến cái cảnh tượng tàn nhẫn, đó là gã chồng đã đánh vợ một cách dã man, thô bạo. Rút chiếc thắt lưng của lính ngụy ngày xưa, quật tới tấp lên lưng của người đàn bà.
và vừa quật vừa thở hồng hộc, hai hàm răng nghiến ken két. Cứ mỗi nhát quất xuống, lão lại nguyền rủa bằng cái giọng rên rỉ đau đớn: "Mày chết đi cho ông nhờ, chúng mày chết hết đi cho ông nhờ." Người đàn bà thì cam chịu, không hề kêu một tiếng, không chống trả, cũng không tìm cách chạy trốn. Không dừng lại ở đấy, ngay sau cái màn chồng đánh vợ là tiếp đến màn con đánh bố. Thằng bé lao vào với tốc độ như một viên đạn, không biết bằng cách nào nó giật được chiếc thắt lưng trong tay bố nó, dướn thẳng người quật vào khuôn ngực trần vạm vỡ của bố nó. Rồi sau đó nữa lại là đến cảnh bố đánh con. Ông bố nhanh chóng làm chủ tình thế, giáng cho con hai cái bạt tai ngã dúi xuống cát. Và mấy hôm sau thì Phùng lại chứng kiến lại y nguyên cái cảnh tượng như thế, chỉ khác là thằng bé hôm nay lao vào với một con dao găm, và nếu như chị nó không kịp thời can thiệp thì có thể án mạng đã xảy ra. Như vậy hóa ra đằng sau cái thiện thì hóa ra lại là cái ác. Vừa mới lúc trước anh thấy bản thân cái đẹp chính là đạo đức, thì đến bây giờ anh nhận ra rằng không còn gì là sự toàn thiện của cuộc đời nữa. Anh kinh ngạc, có đến mấy phút tôi cứ đứng há hốc mồm ra mà nhìn, không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Và sau cái giây phút kinh ngạc ấy, trước cái phát hiện thứ hai này, cảm xúc đầu tiên của anh là kinh ngạc. Và sau cái giây phút kinh ngạc ấy là anh chuyển sang phẫn nộ và bất bình. Cho nên là anh vứt chiếc máy ảnh sang một bên. Chiếc máy ảnh dù rằng đó là một cái gọi là cái sản vật vô giá đối với người nghệ sĩ, nó không chỉ có giá trị vật chất, vì đây là một chiếc máy ảnh đắt tiền, nó còn có giá trị tinh thần, bởi vì trong đấy đang chứa đựng một bức ảnh nghệ thuật mà không phải người nghệ sĩ nhiếp ảnh nào cũng gặp được trong đời. Thế nhưng mà anh ấy đã vứt sang một bên. Với anh ấy điều quan trọng hơn chính là con người. Là một người lính từng vào sinh ra tử, anh không thể chấp nhận được sự hoành hành của cái xấu cái ác, cho nên anh phải xông vào để can thiệp. Và từ hai phát hiện này thì chúng ta thấy được Phùng đã nhận ra rằng cuộc sống không phải là đơn giản xuôi chiều. Nhận thức của nghệ sĩ Phùng đấy, cuộc sống không phải là đơn giản xuôi chiều, cuộc sống chứa đựng trong nó rất nhiều sự phức tạp. Chính vì vậy, cho nên trong cái cách nhìn nhận cuộc sống ấy, thì chúng ta không thể nhìn một cách hời hợt được, mà chúng ta buộc phải có một cái nhìn đa diện, nhiều chiều, như ý kiến ở trong đề bài đã đưa ra. Bắt buộc phải có cái nhìn đa diện, nhiều chiều thì mới có thể phát hiện ra được cái bản chất thật đằng sau cái vẻ ngoài đẹp đẽ của hiện tượng. Đừng nhầm lẫn giữa hiện tượng và bản chất, đừng nhầm lẫn giữa nội dung và hình thức. Và muốn không nhầm lẫn thì chỉ có một cách duy nhất, là chúng ta phải có một cách nhìn cuộc sống đa diện, nhiều chiều. Như vậy là từ hai phát hiện này đã truyền tải chúng ta bài học về cách nhìn nhận cuộc sống con người như đề bài đã nêu ra. Như vậy chúng ta đã xong luận điểm thứ nhất. Xong luận điểm thứ hai, chúng ta sẽ phân tích cái cách nhìn nhận cuộc sống đa diện, nhiều chiều thể hiện qua cách cảm nhận của Phùng từ câu chuyện của người đàn bà hàng chài. Như vậy trước hết, cái cách nhìn nhận đa diện nhiều chiều thể hiện qua hai phát hiện, thì bây giờ cái cách nhìn nhận đa diện nhiều chiều thể hiện qua câu chuyện của người đàn bà hàng chài. Và Phùng là người lĩnh hội được cái bài học sâu sắc ấy, bài học thấm thía ấy. Thế thì bắt đầu từ câu chuyện của người đàn bà hàng chài, nghệ sĩ Phùng sau khi mà xông vào đánh trả cái gã đàn ông to lớn và dữ dằn kia, thì rất đáng tiếc anh không phải là đối thủ của gã đàn ông hàng chài. Anh tuy rằng đã từng là một người lính, đã từng vào sinh ra tử, nhưng không thể nào đọ lại được cái sức vóc của gã đàn ông hàng chài. Cho nên là anh bị đánh, bị thương và phải đưa về trạm xá để băng bó. Có nghĩa là cái việc mà dùng bạo lực để chống lại thì không ổn, không giúp đỡ được gì cho gia đình này. Cho nên nghệ sĩ Phùng vốn là một người nghệ sĩ không chỉ có trách nhiệm với nghề, mà anh vốn là một người nghệ sĩ có tấm lòng. Cho nên anh đã không đành lòng cầm bức ảnh ấy mang về nộp cho trưởng phòng vì đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Anh không đành lòng như thế, mà anh đã cố nán lại ở đây thêm vài ngày nữa, là tìm cách để giúp đỡ người phụ nữ này, tìm cách giúp đỡ gia đình khốn khổ này. Và khi mà anh đánh trả lại các đàn ông không được, thì anh đã tìm đến giải pháp thứ hai. Anh nhờ đến bạn thân của mình
bạn cũ của mình thì đúng hơn. Đây là một người đồng đội cũ, đó chính là chánh án Đầu, với chức danh là chánh án tòa án huyện. Nhờ anh Đầu với chỗ dựa vững chắc của pháp luật, được gọi là vị bao công của phố huyện vùng biển này, can thiệp để giúp đỡ gia đình kia, giúp đỡ người đàn bà khốn khổ kia. Và anh Đầu thì anh ấy đã mời người đàn bà hàng chài đến tòa án huyện và khuyên nhủ lựa chọn giải pháp ly hôn. Tôi bảo thật với chị, cả nước không một người nào như hắn. Tôi chưa hỏi tội chị đâu, tôi chưa hỏi tội hắn, nhưng bảo ngay với chị, cả nước không một người nào như hắn. 3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng, chứ không sống nổi với cái gã đàn ông ấy đâu. Nhưng mà thật bất ngờ, người đàn bà hàng chài lại trả lời, lại cuống quýt van xin và bằng mọi giá kiên quyết không bỏ chồng. Con lạy quý tòa, quý tòa bắt tội con cũng được, phạt tù con cũng được, đừng bắt con bỏ nó. Có cái sự van cầu khẩn thiết ở trong đó. Và cái câu trả lời của chị khiến cho cả Phùng, cả Đầu đều hết sức ngạc nhiên. Phùng thì không thể hiểu nổi, đặt câu hỏi là sao, sao? Vì anh đã tìm ra một hướng giải thoát mà anh nghĩ rằng hợp lý nhất cho chị ấy, để chị thoát khỏi gã chồng vũ phu kia. Thế nhưng mà chị lại từ chối, anh ấy không hiểu vì sao. Còn nghệ sĩ Phùng thì cũng không hiểu, cho nên anh tự nhiên anh thấy ngột ngạt. Cái căn phòng lồng lộng gió biển của Đầu, hôm nay anh ở trong đó anh lại thấy hình như bị hút hết không khí. Cả hai cùng bật lên câu hỏi đồng thanh, không thể hiểu nổi, không thể hiểu nổi. Cả hai là đang bị dồn đuổi đến ngõ cụt của nhận thức. Họ là trí thức, họ là những người có kinh nghiệm sống, họ đã từng là người lính. Họ nghĩ rằng họ có lòng tốt, có chỗ dựa là pháp luật, nhưng mà sao họ lại không giải quyết được vấn đề của gia đình này, không giải quyết được vấn đề nan giải của gia đình này. Và trước cái sự ngạc nhiên của nghệ sĩ Phùng cũng như là chánh án Đầu, thì người đàn bà hàng chài đã kể lại câu chuyện về gia đình mình để lý giải. Và đây cũng là để hóa giải nhận thức cho cả hai. Và khi kể lại cái câu chuyện của đời mình, thì chị đã thay đổi cách xưng hô từ chỗ con với quý tòa, chị chuyển sang xưng hô là chị với các chú, trở nên sắc sảo. Và tự nhiên chị trở thành một con người khác trong suy nghĩ, so với suy nghĩ của Phùng và Đầu. Khi mà chị từ chối giải pháp ly hôn ấy, rồi là chứng kiến cái cảnh chị cam chịu để cho chồng đánh ấy, mà không hề có phản ứng nào ấy, thì nghệ sĩ Đầu và đặc biệt là tranh án Đầu và đặc biệt là nghệ sĩ Phùng thì cũng chắc là cũng nghĩ rằng chị này là do thất học, tâm tối, mông muội, cho nên là không ý thức được quyền sống của mình. Và vì không ý thức được quyền sống của mình cho nên là cũng không nghĩ đến cái chuyện giải thoát cho cuộc đời mình. Nhưng mà khi nghe xong câu chuyện người đàn bà chài thì họ nghĩ khác về chị ấy hoàn toàn. Không phải là như vậy, không phải thất học đâu, không phải u mê, không phải tâm tối đâu. Cái câu chuyện của chị như sau. Gia đình chị bắt đầu, đây là câu chuyện về gia đình. Gia đình chị bắt đầu từ cái mối duyên giữa người con gái, con một nhà buôn bán những cái vật dụng hàng chài ở trên phố, với lại anh con trai của một gia đình hàng chài ở giữa phá hay đến mua bả về đan lưới. Chị thì con nhà khá giả ở trên phố, nhưng mà sinh ra vốn đã xấu, lại thêm một bận lên đậu mùa, để lại di chứng là những nốt rỗ chẳng chịt, đã xấu lại càng xấu hơn không ai lấy. Cho nên là chị mới có mang với anh con trai của gia đình hàng chài kia. Và sau đó thì chị đã chuyển từ phố xuống dưới thuyền, từ một cuộc sống đầy đủ tiện nghi vật chất để xuống bắt đầu một cái cuộc sống mưu sinh trên biển rất là nhọc nhằn, rất là vất vả, rất là nghèo khổ. Và càng ngày thì gia đình ấy càng rơi vào bi kịch. Bi kịch bởi vì sao? Thuyền vốn đã chật, nhưng do họ đẻ nhiều và đàn con mỗi ngày một lớn hơn, thì cái con thuyền ấy vốn đã chật lại càng chật hơn. Thêm nữa, bình thường vốn đã nghèo, nhưng với cái đàn con đông đúc như vậy, càng ngày càng đông, càng ngày càng lớn như vậy, thì vốn bình thường họ đã không đủ ăn, thì bây giờ càng ngày họ càng nghèo đói hơn. Và chính vì cái nghèo ấy, cái vất vả ấy, cái bế tắc ấy đã khiến anh chồng, anh ấy thay đổi tính nết. Từ một cái gã đàn ông vốn cục tính nhưng mà hiền lành, không bao giờ đánh vợ, thì anh đã phải giải tỏa cái sự quẫn bách của mình bằng việc đánh vợ. Anh đánh chị một cách thường xuyên. Chị cũng khổ lắm. Nhưng
gia đình ấy lại không thể phá bỏ. Không thể phá bỏ vì ba lý do, chị đưa ra ba lý do. Lý do thứ nhất, đó là trên một chiếc thuyền của gia đình hàng trài nhất thiết phải có một người đàn ông. Chỉ có sức vóc của người đàn ông thì mới đủ sức để chống đỡ lại những cái cơn phong ba bão táp. Nhất định là phải có một người đàn ông trên chiếc thuyền của những gia đình hàng trài. Và có như vậy thì họ mới tiếp tục sinh sống bằng nghề hàng trài được. Lý do thứ hai, chị không thể bỏ chồng là vì chị có đến 9-10 đứa con và chị cần anh ấy để chung vai gánh sức với chị ấy để nuôi đàn con kia khôn lớn. Mà với chị ấy, tất cả niềm vui, hạnh phúc cũng là đều từ con mà ra. Chị nói một câu là vui nhất là ngồi nhìn đàn con tôi, chúng nó được ăn no. Thế bây giờ nếu như bỏ chồng thì con không thể đủ ăn, một mình chị không nuôi nổi, không có sức vóc của người đàn ông để làm cái nghề hàng trài kia thì còn kiếm sống còn chật vật hơn bây giờ bao nhiêu lần nữa. Chị không thể bỏ anh ấy được. Lý do thứ ba là trên thuyền, vợ chồng, con cái cũng có những lúc hòa thuận, vui vẻ, hạnh phúc tuy ít ỏi nhưng mà là điều có thật và giúp chị đủ sức để chống chịu lại với lại những cái khổ đau, với lại những cái trận đòn tàn bạo của chồng. Và khi mà chị đưa ra ba lý do này thì xen kèm vào đó chị có mấy cái lời nhận xét đấy. Các chú không phải là đàn bà, chưa bao giờ các chú hiểu được nỗi vất vả của một người đàn bà trên một chiếc thuyền không có đàn ông. Câu nữa là gì? Các chú không phải là người làm ăn, các chú không thể hiểu được cái công việc của những người làm ăn lam lũ khó nhọc. Như vậy là các chú tốt, rõ ràng là tốt, nhưng các chú thiếu thực tế. Các chú không đặt vào vị thế trải nghiệm của những người đàn bà hàng trài, các chú không đặt vào vị thế trải nghiệm của những gia đình hàng trài để hiểu được họ. Chứ cái cách giải quyết của các chú cũng chỉ là gì? Cũng chỉ là nông nổi, là nông cạn mà thôi. Và sau cái câu chuyện của người đàn bà hàng trài như vậy thì nghệ sĩ Phùng đã có được những cái nhận thức mới. Nhận thức về con người, nhận thức về căn nguyên của tội ác, nhận thức về những giải pháp, nhận thức về cuộc sống và trách nhiệm của người nghệ sĩ. Tức là anh vỡ lẽ ra được rất nhiều điều. Trước hết là nhận thức về con người. Ở đây cụ thể là các nhân vật Đậu, người đàn bà hàng trài, gã đàn ông và thằng Phát. Thằng Phát là đứa con và cả chính mình nữa. Nhận thức về từng cá nhân một. Và cái nhận thức này của anh nó khác hẳn so với cách nghĩ trước đây. Trước hết là về Phùng. Trước đây anh tưởng rằng Phùng là vị bao công của cái phố huyện vùng biển này. Phùng là người mà nắm rất chắc về pháp luật. Phùng là người rất hiểu biết. Phùng cũng là người rất tốt tính. Phùng có thể giải quyết được những câu chuyện như thế này. Nhưng mà sau câu chuyện người đàn bà anh trai thì anh nhận ra rằng Phùng là người thiếu thực tế. Và đứng trước người đàn bà hàng trài thì cái sự nông nổi và ngây thơ của Phùng càng bộc lộ ra một cách rất rõ nét. Hóa ra cũng chỉ là một người nông nổi ngây thơ, là người thiếu thực tế mà thôi. Cho nên là sau khi nghe xong cái câu chuyện người đàn bà hàng trài này thì cái vị bao công của phố biển ấy cứ phải đi đi lại lại, đăm chiêu suy nghĩ. Và trong đầu của anh hình như vỡ ra một cái gì đó. Chính nghệ sĩ, câu sẽ nói chính Tránh Án Đầu cũng vỡ lẽ về mình. Và nghệ sĩ Phùng cũng vỡ lẽ về Tránh Án Đầu. Nhân vật thứ hai mà Phùng nhận thức lại khác với trước đây, đó là người đàn bà hàng trài. Nếu như trước đây anh tưởng là chị cam chịu vì chị tăm tối, u mê, thất học, thì đến bây giờ anh lại hiểu rằng chị cam chịu là có lý do. Hóa ra đó lại là kết quả của một sự tính toán rất kỹ lưỡng. Hóa ra không phải chị u mê tăm tối đâu, mà chị mới là người trải đời sâu sắc. Hóa ra cái sự cam chịu ấy nó xuất phát từ tình mẫu tử thiêng liêng. Hóa ra cái sự cam chịu ấy nó xuất phát từ sự bao dung và thấu hiểu. Như vậy nhận ra rất nhiều vẻ đẹp từ người đàn bà khốn khổ kia. Tiếp theo nữa là gã chồng Vũ Phu. Nếu như trước đây anh tưởng rằng đây là tội nhân độc ác nhất thế gian, thì bây giờ nghe xong cái câu chuyện này, anh thấy rằng gã không chỉ là tội nhân mà gã còn là nạn nhân. Gã không chỉ đáng trách mà gã còn rất đáng cảm thông. Rồi nhận thức về thằng Phát. Trước đây thấy cái hành vi con đánh bố là trái với luân thường đạo lý, không thể chấp nhận được. Thì bây giờ hiểu rằng nó
đánh lại bố nó là để bảo vệ mẹ. Đó chính là biểu hiện của sự hiếu thảo, đó lại là biểu hiện của tình thương mẹ bế tắc. Và một cái những người cuối cùng mà Phùng cũng hiểu hơn, đó chính là chính mình. Mình hiểu về mình. Trước đây cũng khá tự tin, mình cũng có nhiều vốn sống, mình cũng có những hiểu biết nhất định. Nhưng bây giờ khi đối diện với người đàn bà hàng chài thì cũng giống như là Đậu, anh cũng nhận ra rằng mình cũng rất là nông nổi và ngây thơ. Mình mới chỉ biết nhìn nhận một cách phiến diện, hời hợt. Mình cũng chỉ là một người thiếu thực tế. Thứ hai, nhận thức của Phùng qua câu chuyện người đàn bà hàng chài còn mang đến nhận thức về căn nguyên của tội ác. Nếu như trước đây Phùng xác định tội ác của gã đàn ông xuất phát từ phía địch, cho nên là Phùng mới hỏi một câu không mấy ăn nhập là lão ta hồi trước 75 có đi lính ngụy không? Thì với câu trả lời của người đàn bà hàng chài, không chú à, cũng nghèo khổ túng quẫn đi vì trốn lính. Cái câu hỏi, cái câu trả lời ấy đã hóa giải định kiến của anh. Như vậy, địch, cái sự độc ác này không xuất phát từ phía địch, mà nó nằm sẵn ở trong lòng ta. Nó có mầm mống từ bên ta, chứ không phải từ phía địch. Vậy thì tội ác ở đâu? Anh ấy lại cũng có một cái nhầm lẫn. Có thể tội ác là do men rượu dẫn đường. Nhưng mà người đàn bà trai đã giải thích luôn là giá mà lão uống rượu thì tôi còn đỡ khổ. Nếu như những người đàn ông hàng chài khác trên những con thuyền khác, họ cũng quẫn bách như gia đình này. Cái khổ này là khổ chung chứ không phải là khổ mang tính cá biệt đâu. Nếu như họ cũng quẫn bách như gia đình này và họ giải tỏa bằng cách uống rượu, giải tỏa xong thì họ lại quay về giúp đỡ vợ con, thì cái gã đàn ông này, gã chồng của chị, gã lại không uống rượu. Gã không biết uống rượu mà gã lại cần phải giải tỏa những bức bách, cái sự bế tắc. Cho nên là gã đã tìm đến cái giải pháp đấy là đánh vợ để giải tỏa, và chị cam chịu để cho chồng đánh. Vậy thì cái ác không phải do men rượu, và cái ác cũng không phải do bản chất, bởi vì chị đã nói là lúc trước ấy thì cái anh chồng của chị tuy cục tính nhưng mà hiền lành, không bao giờ đánh vợ, bây giờ mới thành ra như thế này. Vậy thì cái ác không phải từ phía địch, cái ác không phải do men rượu dẫn đường, cái ác không phải là do bản tính. Vậy thì cái ác từ đâu? Thì ở đây câu trả lời sau câu chuyện người đàn bà hàng chài đó là gì đấy? Nó xuất phát từ hoàn cảnh nghèo đói, túng quẫn, thất học, u mê và tăm tối, nó thành ra như vậy. Và không phải ngẫu nhiên mà nhà văn Nguyễn Minh Châu đã đặt cái câu chuyện của gia đình người đàn bà hàng chài này, cái câu chuyện bạo lực này, bên cạnh cái bãi xe tăng hỏng. Nó giống như là một sự ứng chiếu nhức nhối giữa hai thứ bạo lực thời chiến và bạo lực thời bình. Bạo lực thời chiến thì đã kết thúc rồi, bãi xe tăng hỏng mà, nó là dư âm còn lại thôi. Bạo lực thời chiến kết thúc rồi, nhưng mà vẫn để lại hậu quả là bạo lực thời bình. Nếu như bạo lực thời chiến đã rất là vất vả để có thể đẩy lùi, thì bạo lực thời bình cũng rất cần cái sự kiên trì, cái sự bền bỉ, thì chúng ta mới có thể hóa giải được. Một nhận thức nữa của nghệ sĩ Phùng là về những giải pháp. Có những giải pháp nào cho gia đình này? Có rất nhiều giải pháp được đề cập đến ở đây. Giải pháp thứ nhất, bởi vì cái gã đàn ông kia là người gây ra cái chuyện bạo lực trong gia đình này. Vậy thì giải pháp là loại bỏ luôn gã chồng vũ phu đi. Và có nhiều người, nhiều nhân vật cùng chọn giải pháp này. Nhân vật đầu tiên đó là thằng Phát. Nó đã lao vào bố nó với tốc độ của viên đạn. Thậm chí nó còn sẵn sàng cầm theo con dao găm. Nếu như chị nó không can thiệp thì có thể đã xảy ra án mạng. Người thứ hai cũng loại bỏ, cũng muốn loại bỏ cái gã chồng này, đó chính là nghệ sĩ Phùng. Nghệ sĩ Phùng đã xông vào, xông vào để định dạy cho hắn một bài học. Nhưng mà tất nhiên là anh lại bị đánh lại. Một nhân vật nữa cũng thể hiện cái sự gọi là bài trừ một cách rất là quyết liệt, đó là nhân vật cô y tá. Cô ấy tuyên bố là thà tôi chết già, các anh đừng tưởng, thà tôi làm gái già suốt đời, không lấy chồng để không phải chịu cái cảnh vũ phu này. Đấy là một cách từ chối cực đoan. Tuy nhiên, tất cả những cái giải pháp ấy đều không chấp nhận được. Bởi vì như giải pháp của thằng Phát
con đánh bố, đấy là một sự vô đạo. Không được, không thể dùng bạo lực vô đạo để chống lại bạo lực trái đạo được, điều đấy không được. Hay là giải pháp của Phùng, không thể nào đọ lại, đánh nhau với gã này, không đọ lại với sức bóp của gã, và lại cũng chẳng đi đến đâu, cũng chẳng giải quyết được gì. Giải pháp của cô y tá thì cực đoan. Và còn giải pháp nữa của Tránh Án Đồng, đấy là khuyên người đàn bà này ly dị gã chồng đi, thế là xong. Ly khai quyết liệt, thế là xong. Nhưng mà người đàn bà đã trả lời rồi, chứ không thể bỏ chồng vì ba lý do chúng ta đã phân tích. Thế không thể chọn được các giải pháp này, cho nên là phải tìm giải pháp khác. Và cái giải pháp khác ấy đã được nhà văn Nguyễn Minh Châu đặt vào một cái câu nói nhân khi kể về thằng Pháp, nhân khi nhắc đến thằng Pháp. Từ ngày cách mạng về, cô xin lỗi, mong các chú giống như lột ra, từ khi nói về thằng Pháp ấy, thì có cái câu là giống như lột ra từ cái lão đàn ông đã từng hành hạ mụ, và không khéo sẽ còn hành hạ mụ cho đến khi chết nếu cách mạng không về. Tức là giải pháp nằm trong hai chữ cách mạng. Tác giả đã nhắc đến một cách rất kín đáo. Cái từ cách mạng này được dùng khá nhiều lần trong văn bản. Trước đó thì đã có một số câu, chẳng hạn như là từ ngày cách mạng về đã đỡ đói khổ, hay là từ ngày cách mạng về cách mạng đã cấp đất cho, rồi là mong các chú cách mạng thông cảm cho. Thế thì tất cả những cái từ cách mạng xuất hiện trước đó ấy, nó đều là chỉ cái cuộc cách mạng đã qua và chúng ta đã giành chiến thắng rất là huy hoàng. Nhưng cái từ cách mạng lần cuối này thì lại không phải để chỉ cuộc cách mạng đã qua, mà muốn nói về một cuộc cách mạng sắp tới, chúng ta lại cần phải có một sự thay đổi nữa thì chúng ta mới có thể đẩy lùi được giặc đói và giặc sốt, thì chúng ta mới có thể gì chấm dứt được những cái tình trạng đau lòng như thế này. Và quả thực, sau khi tác giả Nguyễn Minh Châu viết tác phẩm này mấy năm, tác phẩm này ra đời năm 1983, thì ngay sau đây mấy năm là năm 1986, thì nước ta đã có một cái cuộc đổi thay lớn ngang tầm của cách mạng. Chúng ta đã thoát khỏi cái nền kinh tế bao cấp để chuyển sang nền kinh tế thị trường. Và chúng ta quả thực từ đó đã có một cái sự thay da đổi thịt rất rõ nét. Như vậy là Nguyễn Minh Châu viết những cái dòng này vào năm 1983 là đã thể hiện một cái tiên cảm rất tuyệt vời của nhà văn về tương lai của xã hội. Một nhận thức nữa của nghệ sĩ Phùng sau câu chuyện của người đàn bà hàng chài, đó là nhận thức về cuộc đời và trách nhiệm của người nghệ sĩ. Cuộc đời thì đa sự, con người thì đa đoan, đan xen vào những điều thuận lý và nghịch lý. Vì vậy, người nghệ sĩ không được phép quan sát từ xa, giống như cái việc chụp bức ảnh chiếc thuyền ngoài xa ấy, đấy là quan sát từ xa. Người nghệ sĩ không được quan sát từ xa, không được quan sát một cách hời hợt phiến diện như thế, mà người nghệ sĩ cần phải quan sát một cách thấu đáo thì mới hiểu được bản chất thực của cuộc sống là thế nào. Có nghĩa là người nghệ sĩ cần phải dấn thân, phải đặt cái tâm của mình, tất cả cái tâm của mình vào cuộc đời. Và có như thế thì mới có thể nhìn thấu được cái phần chìm của tảng băng trôi, và đừng để cái phần nổi ấy nó đánh lừa bịt mắt. Thế như vậy đây là gì đây? Mang đến một bài học về cách nhìn nhận cuộc sống, con người đa diện nhiều chiều từ câu chuyện của người đàn bà hàng chài. Chúng ta sang cái luận điểm thứ ba. Cách nhìn nhận cuộc sống đa diện nhiều chiều thể hiện qua cách cảm nhận của Phùng trước bức ảnh nghệ thuật thuyền và biển. Sau này thì kết thúc cái chuyến đi thực tế, nghệ sĩ Phùng vẫn phải mang cái bức ảnh ấy nộp về cho vị trưởng phòng, hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Anh vẫn phải nộp, tình thế của anh không thể làm khác. Nhưng trong lòng anh đã có một sự ly khai quyết liệt với cái thứ nghệ thuật mà anh đã chụp được trong cái bức ảnh của mình. Cái sự ly khai được thể hiện như sau. Mãi mãi về sau này, cái bức ảnh ấy vẫn còn được treo trong các gia đình sành nghệ thuật. Và nghệ sĩ Phùng mỗi khi đứng trước bức ảnh của mình thì khi mà nhìn kỹ, anh sẽ thấy được cái màu hồng hồng của ánh sương mai. Nó là chất thơ của cuộc đời, là sự lãng mạn của cuộc sống. Nhưng mà nếu nhìn lâu hơn thì anh lại thấy hình ảnh của người đàn bà lam lũ bước ra khỏi tấm ảnh, bước những cái bước chân rất là chắc chắn dẫm trên cát và hòa lẫn cả đám đông. Và chị vẫn mặc cái quần áo ấy rách bợt, rất là thảm hại, rất là lam lũ. Vậy thì hình ảnh người đàn bà này nó chính là sự thật cuộc đời đằng sau bức tranh.
Nghĩa là gì? Nghĩa là anh đã có một cái quan niệm về nghệ thuật rất đúng đắn của mình. Nghệ thuật là phải gắn liền với cuộc sống. Nghệ thuật không thể thoát ly cuộc sống. Cái nghệ thuật giống như màn sương hồng kia chỉ là thứ nghệ thuật vờn vẽ, giả dối, hời hợt. Và anh mong muốn, anh đề xuất một thứ nghệ thuật là phải gắn với con người, xuất phát từ con người và quay trở về phục vụ cuộc sống của con người. Đó là nghệ thuật vị nhân sinh. Thì đấy là gì đấy? Đấy cũng là thể hiện cái cách nhìn cuộc sống, cách nhìn con người đa diện và nhiều chiều. Sau khi chúng ta chứng minh xong, chứng minh đúng là tác phẩm Chuyện Thuyền Ngoài Xa đã thể hiện bài học về cách nhìn nhận cuộc sống con người, cách nhìn nhận nhiều chiều, đa diện để phát hiện ra bản chất thật sau vẻ đẹp của hiện tượng. Thì chúng ta sau khi chúng ta đã chứng minh xong thì chúng ta sẽ chuyển sang phần cuối cùng là chúng ta đi vào bàn luận một chút. Ở đây thì bàn luận thứ nhất là chúng ta khẳng định đây là một ý kiến đúng. Vì cái phần chứng minh đã làm sáng rõ rồi mà. Qua cái phần chứng minh thì khẳng định đây là ý kiến đúng. Đồng thời, cái phần ý thứ hai trong phần bình luận thì chúng ta cũng có thể lý giải vì sao có cái đặc điểm này. Tại sao lại đề cập đến cái cách nhìn đa diện nhiều chiều? Thì chúng ta sẽ lấy nền tảng từ cái đặc điểm văn học của thời đại ấy. Thì cái nội dung mà được đề cập ấy nó chính là biểu hiện của sự đổi mới của văn học Việt Nam giai đoạn sau 1975. Cái đổi mới là gì? Văn học đã trở về với những vấn đề của đời sống nhân sinh, quan tâm đến các đề tài đạo đức thế sự, cách nhìn nhận cuộc sống của con người mà. Khác với lại văn học giai đoạn trước là gì? Là mang cái cảm hứng ngợi ca, mang cái chất sử thi lãng mạn, và nhân vật thì là những con người lý tưởng, đẹp đẽ, hoàn thiện. Thì đến đây là nhìn nhận thế nào đây? Nhìn nhận nó khác đi, quay về với cảm hứng thế sự rồi, quay về với đời sống nhân sinh rồi. Và bây giờ thì không phải là ca ngợi con người trong quan hệ với cộng đồng, với dân tộc nữa, mà bây giờ là thế nào? Nhìn nhận con người trong cái quan hệ đời thường. Nhìn nhận con người trong quan hệ đời thường. Một cái đổi mới nữa là văn học giai đoạn này đi sâu vào thế giới nội tâm phức tạp và đầy mâu thuẫn của con người trong cuộc sống thường nhật. Ở đây cụ thể là gì? Cái đời sống nội tâm phức tạp đầy mâu thuẫn của nghệ sĩ Phùng. Trước chuyến đi thì anh nghĩ thế nào? Rồi sau chuyến đi thì anh vỡ lẽ ra thế nào? Trước hai phát hiện của cuộc sống, cái vỡ lẽ toàn diện của anh nó bắt đầu từ hai cái phát hiện đầu tiên. Rồi cái vỡ lẽ của anh nó càng rõ hơn trước câu chuyện của người đàn bà hàng chài. Đấy, và từ đó thì nó tạo nên cái vỡ lẽ cuối cùng. Cái nhận thức cuối cùng là khi anh ngắm bức ảnh ấy, thì anh có một sự ly khai quyết liệt. Vì anh là người nghệ sĩ mà, có một sự ly khai quyết liệt với thứ nghệ thuật tô hồng, vờn vẽ, giả tạo, nghệ thuật minh họa, nghệ thuật vị cấp trên, nghệ thuật vị, nghệ thuật thuần túy. Nó tồn tại nhan nhạt trong văn học trước thời kỳ đổi mới. Và anh đề xuất một thứ nghệ thuật khác. Nghệ thuật phải xuất phát từ cuộc sống, nghệ thuật phải gắn liền với con người. Như vậy là chúng ta đã xử lý xong đề văn này. Và đây cũng là một cái đề văn rất điển hình của cái dạng là nghị luận về một ý kiến. Đấy, anh ta gọi đây là dạng bài gì đấy? Chứng minh một ý kiến hay là chứng minh một nhận định. Xin chào các em và hẹn gặp lại các em trong các tiết học tiếp theo.